Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội Happy Car. Kính thưa quý anh chị, trước mặt quý vị và tất cả các bạn đó chính là Kia Sportage năm 2022. Ở cuối tháng 9 này thì Quyết sẽ cập nhật cho mọi người về bảng giá khuyến mãi lăn bánh của Kia Sportage năm 2022. Mọi người hãy cùng đi ngắm nhìn cùng Quyết phiên bản cực kỳ đẹp mắt đúng không ạ? Phiên bản này là một phiên bản màu xanh xám nhẹ mà nếu ra một ngoài mùa nắng thì cực kỳ là bắt mắt, cực kỳ đẹp mắt. Và Quyết thực sự là đứng trước mặt cái phiên bản Sportage này, Quyết thực sự là nao lòng, tôi phải nói là như vậy. Để không chờ cho quý vị các bạn chúng ta chờ lâu thì chúng ta sẽ đến với bảng giá và khuyến mãi lăn bánh mới nhất ở thời điểm hiện tại dành cho tất cả mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói tới phiên bản Sportage năm 2022, phiên bản 2.0 G-Luxury. Phiên bản 2.0 G-Luxury ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có mức giá niêm yết là 899 triệu đồng. Và để lăn bánh được dành cho các anh chị ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 029 triệu đồng. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 011 triệu và lăn bánh ở các tỉnh khác thì sẽ rơi vào khoảng là 992 triệu đồng. Thì đã bao gồm tiền thuế trước bạ như ở Hà Nội sẽ là 12%, ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh sẽ chỉ là 10% thôi. Tuy nhiên thì ở các tỉnh chúng ta sẽ tiền biển ít hơn một chút xíu, khi mà ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 20 triệu, còn ở các tỉnh sẽ chỉ là khoảng từ 2 triệu cho tới khoảng 200 ngàn đồng thôi, cực kỳ ít ạ. Và cái xin được nhắc lại đối với phiên bản thấp nhất, phiên bản Sportage 2.0 Luxury mọi người đang nhìn thấy trên màn hình, có lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 1 tỷ 029 triệu đồng, ở thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 011 triệu và cuối cùng ở các tỉnh sẽ là 992 triệu đồng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phiên bản 2.0 G Premium. Phiên bản 2.0 G Premium thì chúng ta sẽ có mức giá bán là 939 triệu đồng, giá niêm yết. Và để lăn bánh được tại Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 074 triệu đồng. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 055 triệu và lăn bánh ở các tỉnh sẽ là 1 tỷ 036 triệu đồng ạ. Và nếu quý anh chị mà chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng với phiên bản Luxury hay phiên bản Premium thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để bên em có thể cung cấp dành cho anh chị về cái mức giá bán tốt nhất, lăn bánh tốt nhất ở thời điểm hiện tại cả nhà nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phiên bản Sportage phiên bản 2.0 Signature X-Line. Phiên bản này thì là phiên bản có sự thể thao và đây là tăng cái sự điểm nhấn dành cho các quý anh chị khi mà chúng ta lấy xem phiên bản này. Với mức giá niêm yết là 999 triệu đồng thì lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 1 tỷ 141 triệu đồng. Thì ở đây Quyết đã cộng thêm cả phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và phí biển số rồi mọi người nha. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 121 triệu và lăn bánh ở các tỉnh thì sẽ là 1 tỷ 102 triệu đồng. Vì vậy là nếu quý anh chị chúng ta có thắc mắc hay là muốn lăn bánh như thế nào thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phiên bản Signature, phiên bản thường thôi. Với phiên bản Signature thì chúng ta sẽ có giá bán cao hơn 10 triệu đồng. Cụ thể giá niêm yết sẽ là 1 tỷ 009 triệu đồng với phiên bản Signature, phiên bản thường. Với phiên bản thường thì chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 1 tỷ 152 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 132 triệu và lăn bánh ở các tỉnh thì sẽ là 1 tỷ 113 triệu đồng cả nhà nha. Và phiên bản tiếp theo là phiên bản Signature, phiên bản 1.6 và phiên bản 2.0 Signature X-Line. Phiên bản Signature 1.6 thì chúng ta sẽ có cái đó chính là dẫn động là hai cầu luôn mọi người nha. Và có mức giá niêm yết là 1 tỷ 089 triệu đồng, nghĩa là cao hơn so với phiên bản Signature X-Line giờ khoảng gần 100 triệu. Đó, và để lăn bánh tại Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 242 triệu đồng. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 220 triệu đồng và lăn bánh ở các tỉnh sẽ là 1 tỷ 201 triệu đồng cả nhà nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phiên bản Sportage phiên bản 1.6 Signature, phiên bản 2 cầu và phiên bản 2.0D Signature. Phiên bản thường thì chúng ta có mức giá niêm yết cao hơn 10 triệu đồng. Như Quyết vừa mới chia sẻ anh chị thì chúng ta sẽ có mức giá bán là 1 tỷ 099 triệu đồng. 1 tỷ 099 triệu đồng, nghĩa là chênh 100 triệu so với phiên bản mà dẫn động cầu sau. Với mức giá niêm yết như thế thì chúng ta lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 1 tỷ 253 triệu đồng. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 231 triệu và lăn bánh ở các tỉnh thì sẽ là 1 tỷ 212 triệu đồng cả nhà nha. Và nếu quý anh chị mà chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất của đại lý.
Vì hiện tại bên em đang có chương trình trả góp và có thể giao xe ngay dành cho anh chị ở trong tháng 7 và tháng 8 này. Nghĩa là mọi người chuẩn bị chỉ giúp em từ khoảng 423 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được phiên bản Sport S với cái mức giá bán tốt nhất hiện tại Luxury, phiên bản mà đang có mức giá tiêu chuẩn, đang có xe khá là nhiều. Vì vậy là quý anh chị chúng ta, một là chúng ta qua hẳn đại lý để có thể trải nghiệm và lái thử xe, hai là mọi người có thể inbox trực tiếp qua Zalo thì bên em cũng sẽ báo giá khuyến mãi tốt nhất dành cho tất cả các quý anh chị. Và đó chính là những cái thông tin chi tiết nhất ở cuối tháng 9 này dành cho tất cả các anh chị. Ở trong đầu tháng 10 thì các cái thông tin về xe Sport S về sớm hay lịch giao hàng và màu xe như thế nào thì Quý cũng sẽ cập nhật dành cho tất cả các quý anh chị ở trong tháng tiếp theo. Vì vậy là mọi người nhớ đón xem và đừng bỏ lỡ bất cứ một video nào của đội ngũ Happy Car nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất.